Bản tin xin được tiếp tục với một thông tin về thị trường. Thưa quý vị, sau một vài ngày chững lại thì giá heo hơi ngày hôm nay ngày 6 tháng 2 ở một số địa phương khu vực miền Bắc đã đột ngột tăng lại tại một số địa phương, tăng 4.000 đồng một ký so với ngày hôm qua. Giá heo hơi tại tỉnh Thái Bình đạt mức là 86.000 đồng một ký, tức là mức cao nhất cả nước. Tại Hưng Yên, giá lợn hơi cũng đạt 84.000 đồng một kg, tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Sau Thái Bình, Hưng Yên, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang trong khoảng 82 đến 83.000 đồng một kg. Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Lào Cai trong khoảng 80 đến 81.000 đồng một kg. Riêng Tuyên Quang thấp nhất miền ở mức 78.000 đồng một kg. Trái ngược với miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay mùng 6 tháng 2 tại miền Trung Tây Nguyên giảm nhẹ. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, giá giảm khoảng 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua, còn 80.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị quanh mốc 81 đến 82.000 đồng một kg. Cao nhất miền Trung là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận và Bình Định, dao động trong khoảng 84 đến 85.000 đồng một kg. Tại miền Tây, giá lợn hơi Tiền Giang hôm nay đã tăng 4.000 đồng một kg, đạt 82.000 đồng một kg. Tại các địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, dao động trong khoảng 81 đến 82.000 đồng một kg. An Giang và Đồng Tháp thấp nhất miền còn 78.000 đồng một kg. Các tỉnh thành miền Đông như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, giá lợn ổn định quanh mốc 80 đến 82.000 đồng một kg. Riêng Đồng Nai, thủ phủ lợn cả nước, hiện còn 2 triệu con lợn. Giá lợn hơi tại đây đang ở mức 78 đến 80.000 đồng một kg. Hiện toàn tỉnh này đã có 135 trên 137 xã đã qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn châu Phi. Nhiều trang trại chăn nuôi lớn đang đẩy mạnh tái đàn. Trao đổi với báo chí mới đây, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định giá lợn hơi đang có xu hướng giảm, dự kiến là sẽ kéo xuống khoảng 60.000 cho đến 70.000 đồng một kg vào tháng 4, tháng 5 do các địa phương đẩy mạnh tái đàn, kiểm soát dịch bệnh và lượng thịt nhập khẩu tăng. Vâng, có thể thấy là giá cả thị trường nông sản có ảnh hưởng rất lớn không chỉ đối với người tiêu dùng, người chăn nuôi mà đối với những người nào mà chúng ta có một cái sự không hiểu biết cũng như là tung tin đồn lên trên mạng xã hội thì cũng sẽ bị xử lý. Trong những ngày vừa qua thì cư dân mạng xã hội đã xôn xao về một tài khoản Facebook có tên là Lương Hoàng Anh đã đăng ảnh chụp đĩa tỏi và loan tin là tỏi Lý Sơn tại đảo lớn bị nhiễm thuốc trừ sâu và nguồn nước giếng tưới tỏi cũng toàn là thuốc trừ sâu. Thông tin này ngay lập tức đã gây tranh cãi trong dư luận xã hội. Nhiều người cho rằng thông tin chưa xác thực và không có căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của tỏi Lý Sơn. Và trao đổi với báo chí thì ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết huyện này vừa có văn bản yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi mời chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh để làm rõ động cơ mục đích đối với việc đăng thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn, đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp và thông tin rộng rãi cho dư luận. Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, thông tin về tỏi Lý Sơn đã khiến cho dư luận xôn xao, người dân ở Lý Sơn bức xúc. Chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh không hề biết Lý Sơn mới xuống giống vụ tỏi, gần 2 tháng nữa mới thu hoạch. Lấy đâu ra 49kg tỏi cô đơn mà dân đảo bé thu bán cho chủ tài khoản Facebook này. Ngoài ra hiện toàn bộ hơn 22.000 người dân Lý Sơn vẫn sử dụng nước giếng trong sinh hoạt và sản xuất. Việc kiểm nghiệm nguồn nước sinh hoạt vẫn nằm trong quy hoạch cho phép. Facebooker này nói nước nhiễm thuốc trừ sâu là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.